tí như mình bị người ta gạt thật rồi. Mình phải đi ngay, ở lại chừng nào nguy hiểm chừng đó. Mặc cảm về người cha tội lỗi. Ở đây là đâu vậy chị? Ở trạm xá, mấy anh công an xã đem em vô đây. Cố gắng ăn uống đầy đủ để có sức mà nuôi dưỡng cái thai trong bụng mình. Em có thai hả? Đúng rồi. Buông tôi ra! Em làm cái gì vậy? Mình không thể để cho con mình mặc cảm với một người cha tội lỗi. Mình phải đi trước khi mọi người thức dậy mới được. Bỏ xứ đi tìm vùng đất mới. Con à, giờ thì đi đâu mẹ con mình cũng có nhau rồi. Mẹ sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa. Mà sao em lại đến đây? Em lên đây là để tìm gặp một người bạn, nhưng mà nó đi rồi. Nếu em không còn chỗ nào để đi nữa thì ở lại đây với chị cho vui. Đây là kho báu của chị, chị giao cho em trở lại cùng thân phận mới. Lại 6 năm lại quay về, mình sẽ làm vua khuynh đảo của Sài Gòn. Đúng đó. Vậy thì mày muốn gì? Tao muốn đón xem Con Gái Ông Trùm phát sóng lúc 12 giờ hàng ngày và phát lại 17 giờ cùng ngày trên kênh On Phim Việt.